vị đang đến với chương trình phóng sự cộng đồng của Đài Việt TV tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Kính chào quý vị. Một hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 25 tháng 2 năm 2018, cũng là một ngày đặc biệt để Hội Ái hữu Quang Trung tại thành phố Houston tổ chức đại lễ mừng kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa. Và kính thưa quý vị, xin mời quý vị cùng đến với những hình ảnh mà nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận sau đây. Đoàn quân anh dũng sông pha tràn lên, trong khói sương dâng bao niềm hào hùng. Ngọn cờ Tây Sơn tung bay thật cao, in bóng vua Quang Trung muôn đời lạy lừng. Qua bao hiểm nguy không hề nào núng, xua quân phạt xiêm xa trường tung hoành. Quân dân đồng tâm theo chân anh hùng, thề một lòng cùng quyết hy sinh. Tỉnh đại thắng từ Thăng Long giang dù, quyển Huế này không thể chơi non sông. Núi giặc thanh ra khỏi cõi bờ, lưu danh ngoài người anh hùng áo dài. Đốt chống trận cờ đào bay vất vơi, giặc giặc kinh hồn khi nghe tiếng Tây Sơn. Ba Quang Trung dựng nên cờ đại việt, mang im lặng trên đất việt. Hôm nay là mùa xuân, tuy có nhiều hội đoàn tổ chức nhưng mà tất cả đồng hương cũng như quý vị thân hữu cũng như hội đoàn quân đội tới ủng hộ cho Hội Quang Trung rất là nhiều. Đó nói lên cái ý nghĩa của sự của chống xâm lăng của vua Quang Trung ngày xưa. 200 năm trước, vua Quang Trung đã chiến thắng Đống Đa và đó là mãi mãi là kỷ niệm không bao giờ quên của dân tộc Việt Nam chúng ta. Nhưng mà Bệ Cộng vẫn tiếp tục theo gương của nối gót của Lê Chiêu Thống và thần phục Tàu Cộng để tiếp tục cai trị đất nước Việt Nam. Từ đó quân quốc gia đã từng là cường quốc trong Đông Nam Á, lần luôn bại trước bàn tay của những kẻ hèn với giặc ác của dân. Và chúng ta đã bổn phận phải bảo vệ đất nước Việt Nam, tất cả là nhiệm vụ chung của chúng ta. Chúng ta hãy nêu gương tinh thần Quang Trung bất diệt để đoàn kết và diệt tan Đảng Cộng sản, hầu mang lại tự do cơm áo cho dân tộc Việt Nam. Nhân dịp xuân về, kính chúc tất cả quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và nhiều sức khỏe, và hy vọng năm mới năm tới chúng tôi sẽ tổ chức hoàn hảo hơn. Và nếu có quý vị nào chưa đi năm nay thì năm mới sẽ đến ủng hộ trong tinh thần chống cộng của chúng tôi. Xin cảm ơn. Trước hết xin kính chào quý vị đồng hương một năm mới đầy an khang thịnh vượng. Ngày hôm nay trời rất xấu, mưa rất nhiều, mà tất cả những người có cảm tình với Hội Ái hữu Bình Định đời tôi rất là đông đủ. Tôi ước tính chắc khoảng 500 người mấy đôi có thể vậy. Và đây cũng là năm thứ 38 mà làm hội trận Đống Đa. Thì cái trận Đống Đa chắc ai chúng ta cũng biết lịch sử là vua Văn Trung, Quang Trung đã thắng trận Đống Đa. Tất nhiên là cùng với một cái xu hướng của bây giờ là chống ngoại xâm. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một vài hình ảnh như nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận để truyền tải đến quý vị về ngày lễ mừng kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa và tưởng nhớ vua Đại Đế Quang Trung. Anh Hiền rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và tham dự. Anh Hiền xin chào và chúc cho quý vị có một ngày thật là bình an và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt quý vị.